Hôm nay xin chào tất cả các bác tại đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay em đang quay cho các bác một bãi xe ở TMT Phú Nghĩa. Một số bác tài đang xem những chiếc xe bèn ở đây. Đây là những chiếc xe bèn mới nhất có ở bên em, đời 2022-2021. Các bác từ 15 Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ đến xem những chiếc xe bèn ở tận Hà Nội TMT Phú Nghĩa. Đây là chiếc 6 tấn rưỡi một cầu nha các bác, bên cạnh là chiếc 6 tấn rưỡi hai cầu. Ok, rất nhiều xe có 8 tấn 2. Các bác có thể xem qua. Ok, chào các bác nha.